Không biết bên mạng mọi người thế nào chứ mạng bên mình đoạn này lag đảo hơi bị chậm. Mà không, phải nói là quá chậm. Mây bay liên tục mà mãi mới vào được đến đảo. Cái tính năng mới này chắc chắn là những người mà hay chơi những game kiểu nông trại chắc chắn là rất thích. Và dĩ nhiên trong đó có mình rồi, mình rất thích trong game nông trại luôn. Rồi, chọn một người hay bốn người phát thần thì cho phép. Tức là đây là hòn đảo Đa Phu đúng không? Ok, vậy thì vì pháp luật cho phép, tội gì mà ta không chọn cả bốn? Thế giới năm người thì vãi chưởng thật sự luôn. Rồi đến đoạn này thì là giống những game nông trại sinh hoạt bình thường đúng không? Khai hoang, mở đất, lap 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 kiểu kiểu vậy đó. Chỉ thế thôi mà sau bao nhiêu game nó làm mà không thấy chán, mà mọi người chơi vẫn thích, thế mới gọi là siêu. nhìn một đoàn leo đéo như này mỏi mắt lắm, thôi được rồi, mệt lắm, mỗi ngày cho một người đi theo nha. Cây đẹp này không muốn chặt, chặt cây nào bây giờ ta? Chặt cây này. Đi theo đường đường ô vuông đi theo làm cái kỷ gì chứ, chặt cây để nữ chính chặt. Ok thôi, không đi theo nữa, xấu mặt lắm, vẫn buộc phải chọn đi theo. Đi theo mà bắt người ta chặt cây, thật là làm cái giao diện kỳ cục thật ấy. Lẽ ra là phải cho cái người đi theo chặt cây chứ, vô lý hết sức. Vậy thì cái người đi theo mà không chịu làm thì chỉ có thể là cố tinh trần thôi. Nhà rất không có việc gì làm, không làm cái khỉ gió thì từ nãy giờ còn đòi có cái gì vớ vẩn. Đi theo chỉ vướng chân vướng cẳng, không được cái tích sự gì. Wow, mở khóa phố mới một cách nào, dấu chấm than thử, phải đánh vào dấu chấm than. Ok, xem xây dựng nha, kiến trúc chưa mở khóa. Ai đây?
Con mèo này trông giống thật Thiên Âm. À, cuối cùng thì anh chịu làm việc rồi ha. À? Lạc quá, quá lạc, kem lạc quá trời lạc. kem lạc kinh khủng lạc luôn đó. Rồi hôi di chuyển cái nhà mà mãi không được. Chặt cái đằng sau đây để lát cho đầy nó xuống dưới. Cần cỏ, đá, nhỏ, đá to. Ok, đi nhặt cỏ. Chưa đủ. Ok, thể lực mình đang cần thiếu cái gì đâu, hình như là đá nhỏ đúng không? Cỏ này, đá nhỏ, đá to. Vật phẩm bảo đầy hay không? Ngon. Cái gì đây? Ơ, nhà xây xong rồi nhỉ? Lắc thật đấy, di chuyển một ngôi nhà khó ghê. Bây giờ thiếu cỏ và đá to. Thế đủ không? Cái cỏ này. Đá to, ở đá to là phải hòn đá màu xám. Đá màu xám là đá này á ha. Đây, đây. Âm thanh khi mà đánh đá nó khác ha.
Còn chưa đủ hả? Ôi, 80 cỏ. Cỏ này để làm gì? Xây nhà mà lắm cỏ thế. Ồ, bây giờ thì mình đã hiểu rồi. Người đi theo chính là cái người mà sẽ cùng đồng hành làm với mình trong thời gian đó. Thế thì còn được, tạm chấp nhận. Đúng rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Mà nhìn nhiều ông đi qua qua đi theo quá mình rối hết cả mắt luôn á. Thôi cho nghỉ khỏe. Ở chỗ này ấy là chỉ có bác sĩ là có hữu dụng thôi, vì là có vấn đề thì bác sĩ sẽ giúp đỡ chữa bệnh. Ngoài ra hắn cũng còn có giúp đỡ được tay chân. Nên là cho bác sĩ đi theo. Ừ, ok. Còn bò cỏ ở chỗ nào nữa nhỉ? Đây nhá. Không thể khai quang đất đai được. Thể lực không đủ hoài của bọn này đâu. Nó cũng gớm ghê lắm mà. Để xem nào, để xem nào có cái chỗ nào để nhận thể lực này. Nhiệm vụ là gì? Ở đây là mấy cái nhiệm vụ? Ở đây, nó hiện ra dấu chấm than là có những nhiệm vụ mới. Ôi trời, lại một em gái đang đứng ở trên bờ biển. Đợi chờ điều gì? Thế nên rảnh rỗi sinh nông nổi. Đây gọi là yêu đương một chiều. Không phải đơn phương nữa mà là một chiều. Ok, tìm nó ở đâu? Trai truyền tim nó ở chỗ nào? Dấu chân than nó sẽ ở đâu? Thôi, đợi đấy, nu bạc cà chì. Ừ,
lại gặp một ai đó nữa. Chỉ vào đây là sao? Wow. Hòn đảo mà từ trên trời rơi xuống thì bẹp dí ở người rồi. Hình như mình tìm thấy bông hoa rồi thì phải trong hộp ấy. Đây là bông. Bông để giặt quần áo. Lại lắc toe mỏ cực kỳ bực bội, khó chịu vô cùng. Tì xì bú. Khó chịu vô cùng luôn ấy. Đây là do, mình nghĩ là do game chưa hoàn thiện lắm nó mới thể bị như thế này. Ok. Mẹ. Được rồi. Xây nhà mà toàn cần cỏ dại. Cỏ dại rồi đó. Gì nữa? Dấu chấm than gì đây? Mua bằng cái gì? À, mua bằng đây ẩm đảo. Kinh nghiệm. Chưa có nhận công việc. Chị còn nhiều việc phải làm hơn nữa nhé. Là chị đi. Khai hoang đã. Tiện thể kiếm cỏ dại luôn. Suốt ngày không đủ thì nó ăn đủ để trong xây nhà. Thế tiếp theo là đến cái cô nàng. Trai truyền tin thần bí tốt nhất là đừng mở ra nhưng đặt tìm thấy ở trên bờ biển đó. Tìm một cách nào? Tìm một cách nào? Đặt cây dốc. À đây. Here it is. Nó đẩy. Thực ra thì thằng này nó có biết là gửi cho ai đâu. Ai nhặt được trước thì là người đấy.
Xây giữa bờ biển á? Điên. Thế nào, còn chỗ này xây dựng được không? Đây, xây đây nhá. Quá là phiền. Lác lác một cách khủng khiếp. Mẹ thì sư bố lác không chịu nổi. Tôi sẽ xây tạm ở đây vậy. Bây giờ con không đây. Oh stupid. Thực ra là không cần phải di chuyển mà chỉ cần là chỉ ngón tay vào đâu thì nó sẽ đi đến đấy. Xấu hổ quá, đã không biết dùng lại còn chê người ta nữa. Xấu hổ quá xấu hổ. Xin lỗi nha. Xin lỗi anh em họ hàng của bảy của người sắp lái. Hết thì lực rồi, thôi tạm thời mình sẽ dừng lại ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé.